Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Trần Dung, hai nữ trung tướng trong lực lượng vũ trang Việt Nam. 1. Trung tướng Lê Thu Hà. Trung tướng Lê Thu Hà sinh năm 1957 tại Thanh Oai, Hà Nội, là nữ trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí từng là chính ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đồng chí là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được phong hàm trung tướng trong lực lượng vũ trang Việt Nam. Về sự nghiệp, đồng chí học xong cấp 3 và thi vào Học viện Quân y. Đồng chí tốt nghiệp bác sĩ Học viện Quân y với điểm trung bình cao nhất toàn khóa. Sau 10 năm công tác ở trường thì đồng chí đã thi đỗ nghiên cứu sinh với điểm thủ khoa và được cử đi Bulgaria để học. Năm 1996, tốt nghiệp tiến sĩ y khoa, về nước làm việc tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Năm 2007 được phong hàm phó giáo sư. Năm 2009 được thăng quân hàm thiếu tướng. Năm 2014 được thăng quân hàm trung tướng. Hơn 30 năm công tác, đồng chí lần lượt giữ các chức vụ chủ nhiệm khoa thận khớp, phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tháng 12 năm 2017, đồng chí đã nhận quyết định nghỉ hưu về nghiên cứu. Năm 2004, đồng chí đã thực hiện đề tài hợp tác quốc tế theo nghị định thư với Ấn Độ về lọc màng bụng ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Với phương pháp lọc màng bụng, bệnh nhân có thể thực hiện tại nhà sau khi đã được nhân viên y tế tập huấn đầy đủ. Từ thành công của đề tài này, năm 2011, đồng chí và các cộng sự đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải thưởng Phụ nữ sáng tạo. 2. Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp. Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, tên thường gọi là Sáu Đẹp, sinh năm 1960, là nữ trung tướng thứ hai trong lực lượng vũ trang và là nữ trung tướng đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Đồng chí nguyên là cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an, nguyên là giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Cần Thơ. Đồng chí là người phụ nữ thứ hai thuộc lực lượng công an được phong hàm thiếu tướng sau đồng chí Bùi Tuyết Minh, đồng thời còn là nữ tướng duy nhất của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy của Việt Nam. Đồng chí Trần Thị Ngọc Đẹp, tên thường gọi là Sáu Đẹp, sinh năm 1960 trong một gia đình nghèo đông con ở xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, khi 15 tuổi, đồng chí gia nhập lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam làm lính trinh sát. Đồng chí có tiếng là trinh sát giỏi, dũng cảm và mưu lược. Năm 2005, đồng chí là Trung tá Công an Nhân dân, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ. Tháng 8 năm 2005, đồng chí là trưởng ban chuyên án đường dây mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng tại Cần Thơ do Huỳnh Quốc Ngọc, 27 tuổi, ngụ tại 521/69/8 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Đường dây này đã xuất khống số lượng hàng hóa trị giá 2.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước Việt Nam khoảng 100 tỷ đồng. Đồng chí từng là Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ hơn 5 năm, phụ trách các đơn vị cảnh sát quản lý nhà nước về trật tự xã hội. Trước đó, đồng chí từng công tác ở 5 đơn vị khác nhau. Cuối năm 2007, khi đang là thượng tá Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, đồng chí là một trong 7 phụ nữ Việt Nam được nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2007. Đồng chí đã phá được nhiều vụ án về tham nhũng. Cụ thể, đồng chí đã lập và đấu tranh hiệu quả 36 chuyên án trinh sát, chỉ đạo điều tra 320 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả kém chất lượng. Năm 2007, đồng chí theo học tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 13 tháng 7 năm 2011, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Cần Thơ đã tuyên bố thành lập với 10 đơn vị, 7 đơn vị cấp thành phố Cần Thơ, 3 đơn vị cấp khu vực với gần 250 cán bộ chiến sĩ. Đồng chí Trần Thị Ngọc Đẹp, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Cần Thơ vừa được thành lập. Đầu năm 2013, đồng chí Trần Thị Ngọc Đẹp đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật học tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Tháng 12 năm 2013, đồng chí đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phong hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Ngày 29 tháng 11 năm 2017, đồng chí đã được Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Học viện Cảnh sát Nhân dân xét đạt tiêu chuẩn học vị phó giáo sư ngành khoa học an ninh tội phạm học và điều tra tội phạm, đề nghị chuyển tiếp lên Hội đồng chức danh giáo sư ngành khoa học an ninh xem xét. Tháng 5 năm 2018, đồng chí Trần Thị Ngọc Đẹp là Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an. Tháng 11 năm 2018, đồng chí Trần Thị Ngọc Đẹp là Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam, Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an. Đồng chí là người phụ nữ đầu tiên trong ngành công an được phong quân hàm Trung tướng. Ngày 5 tháng 5 năm 2020, đồng chí đã nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí. Về phong tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, hạng nhì năm 2007-2011, bằng khen của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 6 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 14 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân 2007-2011, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc 2011. Về lịch sử phong thủ quân hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam, tháng 12 năm 2013, Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam, tháng 11 năm 2018. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.